Kiều Linh rất vui được gặp lại quý vị trong chương mục Đẹp và Thẩm Mỹ. Quý vị khán giả thân mến, một sống mũi cao, thanh tú luôn là điều mà chúng ta luôn mơ ước phải không ạ? Và điều mơ ước này đã trở thành hiện thực đối với bạn Thanh Trầm đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Thanh Trầm đã may mắn nhận được gói quà tặng của chương trình, đó là gói nâng mũi miễn phí. Và bạn đã được chính bàn tay vàng của bác sĩ Vương Khánh Long tận tay nâng mũi cho bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng gặp gỡ lại Thanh Trầm, coi Thanh Trầm đã thay đổi như thế nào nhé. Xin chào Thanh Trầm. Dạ em chào chị Kiều Linh, em chào quý vị khán giả. Và cùng trao đổi với Kiều Linh và Thanh Trầm ngày hôm nay thì không thể thiếu được một gương mặt rất quen thuộc và rất đặc biệt của chúng ta. Đó là bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng phẫu thuật thẩm mỹ 2013. Dạ xin chào bác sĩ Long. Chào Kiều Linh. Dạ chào bác sĩ. Chào Thanh Trầm. Thanh Trầm nè, lần trước thì Thanh Trầm có chia sẻ với Kiều Linh là ở trong gia đình nó tự nhiên có mình Trầm là bị mũi thấp thôi đúng không? Còn chị nè và mẹ của mình thì đều mũi cao hết. Thì ngày hôm nay mình đã có một sự thay đổi rồi. Thì về nhà là chị với lại mẹ mình á, có nhận xét gì không? Dạ về thì mẹ nói nhìn đẹp tự nhiên, tại vì mới về thôi, nhưng mà mẹ thấy là nó giống như là khác liền á chị. Ừ, thật sự mà nói nha, nhìn cái sống mũi của Trầm á, Kiều Linh rất là thích, tại vì nó rất là hài hòa với gương mặt của Trầm. Yeah. Nhìn tươi tắn và rất là duyên dáng. Dạ thưa bác sĩ Long, theo như Kiều Linh được biết á, thì với sống mũi của Thanh Trầm thì bác xài hoàn toàn bằng sụn nhân tạo. Mà như bác đã chia sẻ trước đây á, mà sụn nhân tạo chúng ta xài thì có một cái nhược điểm là về lâu về dài thì dễ làm mỏng da và lộ sống phải không bác? Thì chúng ta phải làm sao để khắc phục điều này thưa bác? Đúng là cái trường hợp mà chúng ta đặt sống nhân tạo đó đơn thuần á, thì ở một số trường hợp thì nó gây có thể làm mỏng da và lộ sống về lâu về dài. Nhưng đối với những trường hợp da dày tốt và chúng ta đánh giá là những trường hợp mà có thể sử dụng sống tạo được, thì đây là những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng rất là tốt. Là bởi vì cái sống nhân tạo nó có một cái ưu điểm là nó tạo hình được theo ý của mình rất là dễ. Những cái trường hợp mà da dày, đầu mũi to, sống mũi to thì chúng ta nên sử dụng cái chất liệu này. Là bởi vì khi mà chúng ta làm như vậy đó thì chúng ta sẽ thu hẹp được, làm gọn được cái sống mũi và cái phần đầu mũi. Thì chất liệu nhân tạo lại có ưu thế trong những cái trường hợp như thế này. Trường hợp cái mũi của Thanh Trầm đó thì hôm trước chúng ta thấy đó là cái mũi hơi bị bè. Dạ đúng. Thấp và bè ngang. Khi mà chúng ta nâng lên đó thì cái sống mũi nó gom gọn lại. Toàn bộ cái mũi được tạo hình lại một cách là gọn gàng hơn. Và thêm vào đó thì chúng ta kéo dài cái phần đầu mũi, cái chóp mũi này ra một tí, chúng ta sẽ làm cái mũi nó trở nên nó thanh mảnh và nó đẹp hơn. Vậy sẵn đây bác sĩ có thể chia sẻ cho khán giả chương trình được biết là với một cái mũi như thế nào thì chúng ta cần phải cắt bớt phần cánh và như thế nào thì không cần phải cắt thưa bác sĩ? Đây là một cái đánh giá tương đối là cảm tính. Cảm tính là một cái kinh nghiệm nghề nghiệp. Có kinh nghiệm mà nhìn vô thì chúng ta biết là cái này nên, cái kia không nên. Và với kinh nghiệm của bác sĩ thì ngày hôm nay Thanh Trầm đã có một cái sống mũi rất là đẹp, rất là hài hòa với khuôn mặt. Thanh Trầm nè, bây giờ ngoài mẹ với chị mình ra đi, thì bạn bè mình gặp mình có biết là mình đã sửa mũi không? Bạn em nói là sao vợ sao mà nhìn mũi thì thanh tú hơn, rồi nhìn cái mặt thì nó hài hòa hơn nhiều. Dạ mà em thú nhận luôn là em đã đến tìm đến bác sĩ Long để phẫu thuật thẩm mỹ để mà nâng mũi, nhưng mà bạn em cứ bảo là không, mũi này không phải sửa. Ơi công tin là bên mừng là sao tiếp đó là mình đẹp tự nhiên đó dầm. Bạn em còn nói thêm một câu là nhìn nó bớt mâm. Cái mặt bớt mâm. Đúng mà rồi. Thật sự vậy. Thanh Trầm là vậy thì hôm nay Thanh Trầm có một sống mũi rất là thanh tú rồi, hài hòa với khuôn mặt. Thì Thanh Trầm có đôi lời gì gửi đến quý vị khán giả cũng như bác sĩ không? Dạ trước tiên thì em xin cảm ơn bác sĩ Long và cảm ơn chương trình đã mang đến cho em một cái sự thay đổi mà bao nhiêu lâu rồi em ước mơ, bởi vì nhà em thì ai cũng mũi cao mà riêng em thì mũi không cao, thì hôm nay đã rất là vui bởi vì được hoàn thiện hơn. Và tiếp theo nữa thì em xin gửi đến các vị khán giả đang xem chương trình, đó là khi mà mình không hoàn thiện một cái điểm nào đó, nó là một cái điều mà làm cho mình cảm thấy luôn luôn bị thiếu hụt rồi luôn luôn buồn, thì hãy làm mọi thứ mới hơn, hãy mạnh dạn hơn để mà thay đổi chính mình. Bản thân em khi mà hoàn thiện được mình và có được với sống mũi thì em cảm thấy rất là tự tin và rất là vui vẻ.
Dạ. Chúc mừng em. Dạ. Rồi xin cảm ơn Thanh Trầm rất nhiều và cảm ơn bác sĩ Long đã có một buổi trò chuyện rất là thú vị. Quý vị khán giả thân mến, chương trình đã biến ước mơ của bạn Thanh Trầm thành hiện thực rồi. Và Kiều Linh hy vọng là ngay sẽ càng nhiều quý vị khán giả nhận được gói quà tặng của chương trình nữa nhé. Và bây giờ thì Kiều Linh, Thanh Trầm và bác sĩ Vương Khánh Long xin chào tạm biệt. Chúng ta cùng đến với những chuyên mục tiếp theo của chương trình Phụ Nữ Chúng Mình.